Bitcoin thì một lần nữa đã phá 10.000 đô và hôm qua các bạn thấy là khi mà Bitcoin dưới 10.000 đô thì có rất nhiều những cái bài viết tiêu cực về giá cả Bitcoin được chia sẻ. Ngày hôm nay khi mà Bitcoin trở về 10.000 đô, lúc mình làm cái video này là 10.320 thì lại có rất nhiều những cái bài viết nói là giá Bitcoin tăng lên ngày hôm nay là do những lời phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ Jerome Powell. Và những tài liệu các bạn thấy là chia sẻ bởi Coindesk, CCN hay là từ The Block thì có khá nhiều những cái chi tiết thường cảm thấy là hơi quá xa sự thật. Và trong video ngày hôm nay, tôi muốn tóm tắt lại những gì mà được chia sẻ bởi Jerome Powell và sự ảnh hưởng là như thế nào. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như các bạn thích video ngày hôm nay hay là thích những video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Khi mà chúng ta nói tới Jerome Powell thì những bạn nào mà xem channel YouTube này thường xuyên thì cũng rất quen thuộc tại vì chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều những cái tài liệu liên quan tới ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ và Jerome Powell chính là chủ tịch hiện tại của ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ cho nên tôi cũng chia sẻ khá nhiều những cái video liên quan tới các lời phát biểu của chủ tịch Powell như là video 496 liên quan tới việc ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ giữ lãi suất ổn định. Thì điều đầu tiên các bạn cần nên biết là tài liệu liên quan tới John Powell ngày hôm nay đó chính là Chủ tịch Powell phải có mặt ở một phiên điều trần và cái phiên điều trần này là không phải riêng về tiền kỹ thuật số. Nhưng mà những cái bài viết ở trên những cái trang web chuyên về crypto hiện tại thì hầu như là muốn mọi người nghĩ là cái phiên điều trần ngày hôm nay là chuyên về tiền kỹ thuật số. Phiên điều trần này chủ yếu là nói về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ và có rất nhiều những câu hỏi đã được đặt ra cho Chủ tịch Powell, chủ yếu là liên quan tới năm 2020 này, nhận định của Ngân hàng Dự trữ Liên bang về tình hình tài chính của Hoa Kỳ là như thế nào, có nguy cơ suy thoái tài chính hay là không, hay là liên quan tới sự kiện coronavirus sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường tài chính của Hoa Kỳ và ngay cả việc là thời tiết thay đổi thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với tài chính cũng như là việc mà Chủ tịch Powell đến dự một buổi tiệc tại nhà của Amazon CEO Jeff Bezos và trong những câu hỏi này có một người đó chính là nghị sĩ Bill Foster đã hỏi là liên quan tới việc là Trung Quốc muốn đưa ra một tiền khi được số riêng cho quốc gia của Trung Quốc thì ngân hàng Dự trữ liên bang của Hoa Kỳ sẽ có những cái ý định như thế nào khi mà nói về cách nhìn của chủ tịch Powell về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ năm 2020 thì điều mà chủ tịch Powell đã chia sẻ ngày hôm nay đó chính là hiện tại ông ta không có lý do gì nghĩ là chúng ta sẽ đi vào một thời kỳ suy thoái tài chính năm nay. Chủ tịch Powell nghĩ là thị trường sẽ tiếp tục phát triển trong năm nay, tiếp tục mở rộng và cái sự mở rộng này không có gì gọi là không ổn định hay là không bền vững. Và Chủ tịch Powell nói là nhìn về kinh tế quốc tế thì vẫn tiếp tục tăng trưởng tuy là không nhanh như trước đây. Mặc dù là cái hiệu suất của các công xưởng đã giảm đi, nhưng mà cái sự lo ngại về chiến tranh thương mại giữa Trung Mỹ đã giảm đi rất nhiều. Thì chúng ta cũng đã biết là lý do tại sao mà thị trường tài chính khi chúng ta nói tới những thị trường như thị trường chứng khoán thị trường bất động sản tăng trưởng trong mấy năm nay là tại vì ngân hàng dự trữ liên bang của hoa kỳ tiếp tục giảm lãi suất tiếp tục bơm tiền để mà mua lại cổ phiếu để mà đẩy giá các tài sản lên nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì cái phần trăm lãi suất đã quá thấp ngân hàng dự trữ liên bang của hoa kỳ không còn bao nhiêu lãi suất có thể giảm được nữa cho nên đây là điều mà nhiều người lo ngại. Và một điều mà các bạn cần nên biết ở đây là từ trước cho tới bây giờ chưa bao giờ có một chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang nào mà dám thú nhận là chúng ta đang tiến tới một cuộc khủng hoảng tài chính. Tại vì làm như vậy thì sẽ khiến cho mọi người hoảng loạn hơn, khiến cho thị trường sụp đổ. Cho nên chỉ khi nào mà thị trường đã đi vào trong cái trạng thái suy thái rất là trầm trọng, lúc đó thì ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ mới lên tiếng cho mọi người biết là chúng ta đang ở trong thời kỳ suy thái Điều này cũng đã xảy ra năm 2008 và xảy ra trong các cuộc suy thái tài chính trước đây Nhưng mà Chủ tịch Powell cũng không có lạc quan lắm về cái sự ảnh hưởng của coronavirus đối với tình hình kinh tế của Hoa Kỳ Tuy là hiện bây giờ Chủ tịch Powell nghĩ là chưa có cái sự ảnh hưởng trực tiếp Nhưng mà trong vòng 6 tháng tới đây những cái quốc gia mà có cái sự quan hệ mật thiết về mặt thương mại đối với Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng tại vì nhiều quốc gia hiện bây giờ là sản xuất hàng hóa Trung Quốc có nhiều đối tác ở Trung Quốc Và để hiểu rõ hơn thì đây là một điều mà thường đã làm hai video Một video đó chính là video 494 Coronavirus và ảnh hưởng đến tài chính Và video 499 Bắc Kinh có thể cứu thị trường chứng khoán Trung Quốc hay là không Hai video này sẽ giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn về tình hình và cái sự ảnh hưởng của coronavirus đối với thị trường tài chính. Link sẽ nằm ở trên màn hình. Thì nhiều người bây giờ thì lại hỏi là nếu như mà coronavirus có ảnh hưởng xấu đối với thị trường tài chính của Hoa Kỳ thì tại sao trong thời gian gần đây thị trường tài chính của Hoa Kỳ nhất là thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục tăng lên thì tôi nghĩ là câu trả lời là bây giờ thị trường tài chính của Hoa Kỳ đã đi vào một cái trạng thái mà chúng ta không thể nào sử dụng lý thuyết bình thường để mà giải thích để hiểu rõ hơn thì các bạn nên xem video thường làm cách đây cũng vài tuần đó chính là video 464 thế giới đã điên rồi video này sẽ giải thích rõ hơn về tình hình hiện tại của tài chính Hoa Kỳ, link nằm ở trên màn hình. Còn nói về coronavirus thì nhìn vào tài liệu mới nhất ngày hôm nay thì các bạn thấy là tài liệu từ John Hopkins thì chia sẻ là bây giờ đã có 45.183 case confirmed. 1.115 người đã tử vong, 4.833 người đã hồi phục. Và nhìn vào cái biểu đồ phía dưới thì các bạn thấy là cái đường màu vàng đậm này đó chính là cái số lượng case mà tăng trưởng ở Trung Quốc thì cái tốc độ tăng trưởng các bạn thấy là cũng đã từ từ không nhanh như trước đây. Nhìn vào tài liệu được chia sẻ bởi công ty tài trợ với Tencent thì cũng có nhiều tài liệu tương tự. Thì các bạn thấy là hiện tại đã có 44.742 case confirm, trường hợp nghi ngờ là 16.067. Từ hôm qua, cái số lượng người được chữa khỏi là 4.768 và cái số lượng người tử vong là 1114 con số thì cũng rất tương tự như là tài liệu được chia sẻ bởi John Hopkins Tuy là cái số lượng case confirm mới có thể là càng ngày càng ít đi Nhưng mà cái sự ảnh hưởng về tài chính thì chỉ mới bắt đầu Và thường cảm thấy cái điều thú vị đây là Tổng thống Donald Trump đã thuyết Nói là trước khi mà Chủ tịch John Powell bắt đầu phát biểu thì chỉ số Dow Jones đã tăng 125 điểm và đang tiếp tục tăng trưởng Nhưng mà sau khi mà Chủ tịch Powell phát biểu Thì chỉ số Dow Jones lại đi xuống Và lúc mà Tổng thống Donald Trump đưa cái tweet này thì đã âm 15 điểm và tổng thống Donald Trump thì nói là bây giờ cái phần trăm lãi suất của Hoa Kỳ vẫn còn quá cao so với là những nước như là nước Đức hay là những quốc gia mà hiện tại mà có lãi suất âm. Một điều các bạn cần nên biết là chủ tịch Powell hiện bây giờ thì không có hứng thú đối với lãi suất âm, nhưng mà tổng thống Donald Trump thì lại rất có hứng thú đối với lãi suất âm. Tổng thống Donald Trump có thể gây áp lực cho chủ tịch Powell đi về xu hướng lãi suất âm hay là không? Tôi nghĩ đây là một điều mà rất nhiều người có hứng thú muốn biết còn nói về tiền kỹ thuật số thì nghị sĩ bill foster đã hỏi về việc liên quan tới trung quốc sắp sửa muốn đưa ra một tiền kỹ thuật số cho chính phủ của trung quốc thì chủ tịch powell nói là hiện bây giờ ngân hàng dự trữ liên bang có nhiều dự án nhưng mà không nói rõ là những dự án đó như thế nào mà cũng không có đề cập tới bitcoin điều mà chủ tịch powell có nói tới đó chính là liên quan tới cái dự án facebook libra nói là dự án facebook libra này cho ngân hàng dự trữ liên bang thấy được cái tầm quan trọng của tiền kỹ thuật số được đưa ra từ chính phủ. Cho nên bây giờ nhiều bài báo nói là lý do tại sao Bitcoin tăng ngày hôm nay là tại vì cái lời phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell Thường nghĩ là cái sự ảnh hưởng là không phải là trực tiếp Điều mà Thuận cảm thấy quan trọng ở đây Là khi mà ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ Có ý định tạo ra một tiền kỹ thuật số Mà đó là tương lai Ở thời điểm này, Chủ tịch Powell đã nói rất rõ là không có hứng thú Để mà tạo ra một tiền kỹ thuật số cho Hoa Kỳ Nhưng mà ít ra thì điều này cũng đã được hỏi tới nhiều lần và khi nói đến tiền kỹ thuật số thì người ta sẽ từ từ tìm hiểu và biết được là có hai loại. Một loại là tiền kỹ thuật số tập trung và một loại là tiền kỹ thuật số phi tập trung như là Bitcoin và những đồng mà chúng ta thường hay nói tới trên thị trường. Điều này có thể làm ảnh hưởng gián tiếp đối với sự hứng thú của những tổ chức đầu tư và những người làm trong ngành tài chính. Tuy nhiên cái sự ảnh hưởng thì tôi nghĩ là không phải là ngày hôm nay mà giá cả được đẩy lên vì lời phát biểu này. Và quan trọng hơn nữa là những bài nào của nó biết là năm 2017 lúc mà thị trường này bắt đầu bùng nổ ở thời điểm đó thì hầu hết tất cả các quốc gia đều trông chờ vào Hoa Kỳ để mà đưa ra luật liên quan đến crypto để mà dẫn đầu thị trường này. Nhưng mà sau đó thì Hoa Kỳ hoàn toàn không có đưa ra những luật rõ ràng và cũng không có dẫn đầu trong thị trường này khiến cho nhiều quốc gia đã không muốn tiếp tục chờ đợi cho nên trong vòng một năm qua thì mình thấy đã có nhiều quốc gia tự đưa ra những luật mà họ nghĩ là tốt cho quốc gia của mình và dần dần đã có nhiều quốc gia đi đầu trong thị trường này và Hoa Kỳ lại không phải là một trong những quốc gia đó cho nên thường nghĩ là trong thời gian gần đây ngân hàng những liên bang của Hoa Kỳ cũng như là những cái cơ quan như là ban quản lý chứng khoán hay là ban quản lý hợp đồng tương lai cũng đã khẩn trương hơn trong lĩnh vực này để mà theo đuổi những cái quốc gia khác. Còn về việc mà ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ quan tâm tới cái sự bí mật hay là privacy thì điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là khi mà họ nói tới privacy, bí mật không phải là họ nói tới những cái đồng mà chuyên về giữ bí mật giao dịch mà Chủ tịch Powell nói tới việc là khi mà chúng ta đưa những tài liệu lên trên những blockchain công cộng thì những tài liệu đó ai cũng có thể coi được. Và đây không phải là một điều mà chính phủ Hoa Kỳ mong muốn. Họ muốn có một cái sổ cái mà khi mà giao dịch chỉ có những người trong cuộc mới biết được là tiền từ đâu và đi đến đâu và đương nhiên là chính phủ Hoa Kỳ muốn biết tất cả những giao dịch từ đâu đi đến đâu nhưng mà họ không muốn những người bình thường biết được những tài liệu này đó chính là điều mà đã được nói tới bởi chủ tịch Powell ngày hôm nay và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nếu như bạn là một trader mà bạn thích trade margin thì bạn có thể tham gia sàn NapEx Link sẽ nằm ở phía dưới video này Sử dụng link của Thuận Capital các bạn có thể đăng ký điền đơn để được hỗ trợ cũng như nhận những tín hiệu trade miễn phí Và trên màn hình cũng là link cho các video Thuận đã làm về sàn NAPX Và từ đây tới ngày 16 tây Nếu như các bạn đăng ký thông qua link của Thuận Capital các bạn sẽ nhận được thêm 1.500 điểm Snap Các bạn có thể dùng những điểm Snap này để mà trả phí giao dịch sau khi đăng ký thành công thì trong vòng 7 ngày sẽ có 1.500 điểm Snap được đưa vào chương mục của các bạn. Và nếu các bạn thích giao dịch Allcoin thì các bạn có thể sử dụng sàn Binance. Sử dụng link của Thuận Capital ở phía dưới các bạn có thể được giảm 10% phí giao dịch. Sàn sẽ trả lại cái phí này trực tiếp trong chương mục của các bạn sau khi các bạn giao dịch. Và ngoài chỉ các video các bạn có thể xem những bài viết được chia sẻ của đội Thuận Capital ở trên thuầncapital.com. Và các bạn cũng nên đăng ký vào nền tảng library.tv Đây là một nền tảng phi tập trung mà thường cũng đăng ký video để chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào YouTube Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn